còn đây, vẫn còn đây các con của mẹ. Vẫn còn đây, vẫn còn đây các con của cha. Con sẽ về bằng tròn vân sắc, con sẽ về bằng hồn phách lung thiêng. Dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trăm con thư khắp tam phương quay về, như ngày nào cùng bọc mẹ ra đi. Vẫn còn đây, vẫn còn đây dòng dân tiên rồng. Vẫn còn đây, vẫn còn đây cháu con lạc lòng. Năm mươi người cùng mẹ lên núi, xây quân biển làm cuộc chiến đấu tranh. Còn năm mươi người vượt đại dương, cùng cha quyết xây lại quê hương. Trăm con cùng chung góp màu đào, từ đồng linh về tận miền Cà Mau. Em gặp lại anh trong một ngày mới, em gặp lại em trong một ngày vui. Là ngày giải phóng nước non dạng đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Em gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, em gặp lại nhau trong ngày Việt Nam. Là ngày giải phóng nước non dạng đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây, vẫn còn đây trái tim diên hồng. Vẫn còn đây, vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng trắng khăn xô. Còn hồn Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Trong đêm trường phục sắc mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam ơi. Còn đây các con của mẹ, vẫn còn đây, vẫn còn đây các con của cha. Con sẽ về bằng tròn vân sắc, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Từ dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trăm con thư khắp tam phương quay về, bọc mẹ ra đi. Vẫn còn đây, vẫn còn đây dòng dân tiên rồng. Vẫn còn đây, vẫn còn đây cháu con lạc lòng. Năm mươi người cùng mẹ lên núi, xây vững biển lập vững chiến đấu tranh. Còn năm mươi người vượt đại dương, mình cùng cha quyết xây lại quê hương. Trăm con cùng chung màu đào, từ Đồng Đinh về tận miền Cà Mau. Em gặp lại anh trong một ngày mới, em gặp lại em trong một ngày vui. Là ngày giải phóng nước non dạng đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Em gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, em gặp lại nhau trong ngày Việt Nam. Là ngày giải phóng nước non dạng đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây, vẫn còn đây trái tim diêm hồng. Vẫn còn đây, vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng chẳng khăn xô. Còn Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Trong đêm trường phục sắc mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam ơi. Em gặp lại anh trong một ngày mới, em gặp lại.
mẹ cha trong ngày hội lớn. Hẹn gặp lại tương lai lúc dân cùng sống và phát lên, làm sao cho nơi sông từ nay luôn vững bền. Cho thầy thầy trên không gian dù lớn cánh bao là thua, đời sống biết phải bằng danh huy, đời không dâng lên vững bền tâm trí hùng tráng. Now, a moment of silence, recognition of the Vietnamese, the American and Allied soldier who bravely fought and sacrificed in Vietnam War, and also to remember our comrades still in prison in the Vietnamese camp. Now the Vietnamese tap. Quân ta tiến về, ta ôm nhau mắt lệ ngàn ngào, quỳ hôn đất thân yêu.
vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời. Đi lên đi lên trên hoang sa ta xây dựng ngày mai, nhà vươn lên người vươn lên quân bên dân xây tin yêu đời mai. Dẫn nhau về anh đưa em về gió linh Cam Lộ Đông Hà, sạch Cam Lộ lòng hân hoan quân dân vui vòng cao hát từ gió. Ta ôm nhau mắt để ngàn nhau quỳ bốn đất thân yêu, chồng chị ơi chào quê hương dài to. Hồi sinh rồi này mẹ này em, vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến đấu.
đoàn quân chiến thắng trở về rơi nắng hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp lớp xanh tai màu thấy phất phơ ngang đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về với xóm làng, thành công còn ghi nơi đầu sông. Những tấm gương kiêu hùng thắp phát vui trong lòng, bầu trời thủ đô đón mừng. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Tiếng reo vang vang về một trời, lớp lớp kinh khi bay phân phơi. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Sau bao nhiêu ngày luôn ước mơ, ngày chiến thắng quay về chốn xưa. Ai về Đồng Tháp hỏi thăm cây cỏ lá hoa, quân cộng tàn ác chiều nào thay đồ máu xa. Giữa gió mưa âm u, tiếng tù ngàn đời vẫn trên xác công hồ nằm đó. Trong niềm tin yêu mới, thủ đô ơi thủ đô, đoàn con yêu đã về đây. Cho bao quân công nô nát hay, ngày chiến thắng bóng cờ tung bay. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về rơi nắng hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp lớp xanh phai màu thấy phất phơ ngang đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về với xóm làng, thành công còn ghi nơi đầu sông. Những tấm gương kiêu hùng thắp thắp vui trong lòng, bầu trời thủ đô đón mừng. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Tiếng reo vang vang về một trời, lớp lớp kinh kỳ bay phân phơi. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Sau bao nhiêu ngày luôn ước mơ, ngày chiến thắng quay về chốn xưa. Ai về Đồng Tháp hỏi thăm cây cỏ lá hoa, quân cộng tàn ác chiều nào thay đồ máu xa. Giữa gió mưa âm u, tiếng tù ngàn đời vẫn chân xác không mồ nằm đó. Tiếng súng xa như mưa khiến thù gục đầu, dường như vẫn còn nghe. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân trong niềm tin yêu mới. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn con yêu đã về đây. Cho bao quân công nô nát hay, ngày chiến thắng bóng cờ tung bay. Mịt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêu soi cao tay người ôm súng. Đây con trai mẹ trở về trong tim mang nặng lời thề, xin vì non nữa hiến thân diệt quân hùng tàn. Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoành, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi. Sau bao năm dài đời chờ nay con quay về rừng, sân hà hoa gấm Bắc Nam reo vang từ gió. Đoàn
đoàn con giết quân vô thần, nhường cờ tiếng xin tế vong linh. Bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt, bao quân binh ngu uất vong thần, xin về vui cùng nước non thanh bình. Này là tù giam trốn xác những trang anh hùng, này là xiềng gông chôn chân bao người yêu nước. Đây bao nông trường hận thù, đây bao hoang mộ ngâm sâu vui ngày giải phóng, phá tung lao luôn ngập diện. Đây mẹ Việt Nam xin hãy giữ cơn lũ phiền, kìa ngọn cờ thiêng tung bay trên toàn non nước. Xin dâng cho mẹ nụ cười, xin dâng sơn hà cuộc đời, xin vì tổ quốc quyết tâm giữ hiền Việt Nam. Đoàn con giết quân vô thần, nhường cờ tiếng xin tế vong linh. Bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt, bao quân binh ngu uất vong thần, xin về vui cùng nước non thanh bình. Này là trường gian chốn xa những trang anh hùng, này là tình đôi chân chân bao người yêu nước. Để bao nhiêu trường thần thù, để bao hoang mộ ngập sâu vui ngày giải phóng, phá tung lao luôn ngập diện. Đây mẹ Việt Nam xin hãy giữ cho những tiền, kẻ ngoài cờ thiêng tung bay trên toàn đất. Xin dâng cho mẹ nụ cười, xin dâng sơn hà cuộc đời, xin vì tổ quốc quyết tâm giữ yên Việt Nam. Trên đỉnh Hoa Liên Sơn, anh có nghe quê hương mời gọi, bên bờ cầu Long Giang chị có nghe tiếng hò cừu nương. Giữa nẻo đường thành phố, em có thấy những lá truyền đơn trong bóng đêm âm thầm nghe vọng về tiếng thúc quân của đoàn hùng binh phục quốc. Trên kỳ đài văn ông trong gió bay qua đỉnh cờ vàng, trên đỉnh đồi Nam Quan người có nghe lũ giặc kinh thiên. Giữa núi rừng Đồng Tháp em có thấy ánh sáng tự do vang vọng khắp ba miền, khúc khải hoàn vang khắp nơi. Việt Nam ơi phục quốc quân về, phục quốc quân, phục quốc quân ra về. Mặt trời hồng ngày hôm nay rực sáng phương Đông, quốc quân, quốc quân đã về. Rồi ngày mai, ngày Việt Nam yên vui hòa bình. Phục quốc quân đã về. Mặt trời hồng ngày hôm nay rực sáng phương Đông. Phục quốc quân đã về. Rồi ngày mai, ngày Việt Nam yên vui hòa bình. Trên đỉnh Hòa Liên Sơn, anh có nghe quê hương mời gọi, bên bờ cầu Long Giang chỉ có nghe tiếng hò cừu nương. Giữa nẻo đường thành phố, em có thấy những lá truyền đơn trong bóng đêm âm thầm nghe vọng về tiếng thúc quân của đoàn hùng binh phục quốc. Trên kỳ đài văn lâu trong gió bay quai lính cờ bạc, trên đỉnh đồi Nam Quan người có nghe lũ giặc kinh khiếp. Giữa núi rừng Đồng Tháp em có thấy ánh sáng tự do vang vọng khắp ba miền, khúc khải hoàn vang khắp nơi. Việt Nam ơi phục quốc quân về, phục quốc quân đã về. Mặt trời hồng ngày hôm nay rực sáng phương Đông, phục quốc quân đã về. Rồi ngày mai thì Việt Nam yên vui hòa bình. Phục quốc quân đã về. Mặt trời hồng ngày hôm nay rực sáng phương Đông. Phục quốc quân đã về. Rồi ngày mai thì Việt Nam yên vui hòa bình. Đi ta đi anh em mình ơi,
Thank you.
Vietnamese national anthem. Yesterday, we witnessed
in dedication on the first Vietnam Memorial Monument ever built by the Vietnamese community overseas. It was an eloquent expression of gratitude of the Vietnamese people for the heroes, American, Vietnamese and allies who have died for Vietnam and who have fallen for the cause of freedom. Let me take this opportunity to affirm to you and to the world that the U.S. troops fought well and with distinction in Vietnam to defend the freedom of our country. The victories of Ple Me in the Ho Plateau, the victory of Khai San in the first military region, the so-called Battle of the Hamburger Hill, were proof of your fighting spirit. The Vietnamese Army, on the other hand, has achieved some of the greatest military feats of a developing country against communist aggression. In 1968, we stood up and destroyed almost two-thirds of the Viet Cong forces during their surprise Tet Offensive. In 1972, we once again held our ground and convincingly defeated the hordes of North Vietnamese regular division crossing the DMZ. We fought and defeated them in Quang Tri. We defeated them in Con Tum, particularly in An Lao. The 5th Urban Division held its ground and destroyed two entire North Vietnamese regular battalions after 2 months of savage fighting. Thus, Americans, Vietnamese, we can be rightly proud of our accomplishment. We can be proud of the success of our arms. If in the end, South Vietnam was lost to the communists, it was not lost on the battlefield of Vietnam. It was lost on the street of Washington. It was lost on the US campuses. It was lost on the TV screens. The war of Vietnam was lost because we did not fight, not because we did not fight, but because some of the political leaders at the time did not want to win the war. Because some politicians at the time still believed that in the Vietnam War there were substitutes for victory. The presence of our friends here today, Americans and allies, points out to this simple fact that the fight for the cause of freedom has no boundaries because communist aggression knows no geographical boundaries. In order to stop communist aggression, we have to oppose a united front. In this regard, we are proud that young Vietnamese today are serving in all branches of the United Armed Forces. Quite a few Vietnamese, young Vietnamese, including young girls, have graduated from the service academies. They will serve, I am sure, with distinction and honor of this country. And by doing so, they will repay the debt of US servicemen who have died to preserve the freedom of our country. I said earlier that South Vietnam was lost to the communists, but let me tell you this. It is true that Hanoi in 1975 has achieved a decisive military battle, but the war in Vietnam is far from over. Today in Vietnam, numerous resistance movements are still carrying on the fight. And these movements consist of former members of the Army of the Republic of Vietnam.
various religious sects in the Mekong Delta, as well as some new tribal in the whole plateau. Hanoi now is entrapped in the Cambodian quagmire, where its troop of occupation has to fight against increasingly efficient Khmer freedom fighters. The economy in Vietnam, on the other hand, in trouble. With a per capita income of $150, Vietnam now is one of the poorest countries in the world. In fact, the second poorest country in the world after Bangladesh. The budget for their defense amounts to 50% of their gross national product, the highest percentage in the world. Because the economy is on the verge of collapse, Hanoi now badly needs the U.S. assistance in exchange for cooperating for the search of the remains in the ground of U.S. servicemen killed in Vietnam. But ladies and gentlemen, let's not make it clear to the Hanoi regime. Let's ask our politicians to make it clear to the Hanoi regime that there will be no talk, no trade relations, no assistance, as long as the more than 2,400 U.S. missing in action are still unaccounted for. There will be no talk, no diplomatic relations, no assistance, as long as hundreds of thousands of Vietnamese officers and civil servants are still detained in communist concentration camps without due process of law. And as long as the most basic human rights are being violated every day in Vietnam. The struggle for a free and independent Vietnam is a painful and long undertaking. But the Vietnamese people has required patience and determination. For this, however, we need the assistance of the free world, the assistance of the people of the United States. At a time where accommodation and appeasement seems to be the rules rather than an exception in our relation with the communist bloc, it is encouraging, it is refreshing to see a group of people like such a group of people still are determined to stand up and to say no to communist aggression. With the help of the free world, with your support, the Vietnamese people will continue to fight for a free, independent, and prosperous Vietnam so that our comrades in arms, American, Vietnamese and allies shall not have died in vain. Ladies and gentlemen, from the bottom of our heart, we say thank you. Thank you, General Xi. This time I'd like to bring to the microphone the gentleman that put all this together, the chairman of the Republic of Vietnam Armed Forces Day 1987, and the chairman of the Welcome Home and Unity Parade, and the guy for the last 6 months at 2 and 3 o'clock in the morning, we always said, I don't know, call Jim. Ladies and gentlemen, close personal friend, Mr. Jimmy Tom Wynn. Việt Nam ngày hôm nay để nhìn thấy sự đoàn kết, sự quyết tâm của tất cả người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ. Quy tụ về New Orleans là một việc duy nhất, đó là vinh danh lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời cũng để cảm ơn các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã sát cánh chiến đấu
quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý đồng hương, quý vị mọi nơi đã đổ dồn về Nhiều Lân. Chúng ta hãy dùng dịp này để thắt chặt thêm tình đoàn kết, sự thân hữu với các chiến binh Hoa Kỳ. Hy vọng rằng trong tương lai những nỗ lực chung của chúng ta sẽ được yểm trợ một cách mạnh mẽ và sẽ được các chiến binh Hoa Kỳ đã đến Việt Nam vẫn còn cảm tình về Việt Nam tiếp tục giúp chúng ta trong cuộc đấu tranh chính trị sắp tới. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và xin quý vị hãy niệm tình thứ lỗi cho ban tổ chức chúng tôi cho những lỗi lầm sơ sót trong việc đón tiếp quý vị. Xin chân thành cảm tạ quý vị. John and Madam Rosmond, John and Madam Key, John Lampanti, John, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm very proud and honored to be here this morning to loudly say to you that we do have unity among American and Vietnamese Vietnam veterans this morning. Tell me you can't hear me, so I'll have to start all over. From Mrs. T. Diner, the representative of the Marin Warren, distinguished guest. Fellow veterans, American and Vietnamese, and ladies and gentlemen. This is an inspirational event. On a beautiful day, enjoying the hospitality of the city of New Orleans. And Mrs. Westmoreland and I are very pleased and very proud to participate in this event. I don't have to tell you that I am extremely proud of the performance of the American veterans who fought in foreign lands in South Vietnam. And I considered it a great honor work with the Vietnam veterans, the Vietnamese Army, the Vietnamese Armed Forces, over a period of 4.5 years in Vietnam. I want to congratulate Jimmy Nguyen for putting all of this together. I think it's a historic event and the beginning of other joint events between the American veterans and the Vietnamese veterans. I also want to take this opportunity to congratulate the Marine Band from
camouflage Marine Air Wing. But if we could, we would like to recognize several other people. General James Watkins, Rear Admiral William Livingston, and of course to my left right here, former Premier, former Vice President, the Air Marshal in Vietnam, General Nguyen Cao Ky. This is our third annual Vietnamese Armed Forces Day. Every year we get better. This year, for the first time, we have our own song. It is an official song entitled You Are the Heroes, written by Andy Quang Lee of Los Angeles, California, formerly of Saigon. He wrote it, arranged it. He is going to assist with the English in singing the song. And so he sold tickets, he put this thing together, now we've got him singing to this weekend. Mr. Jimmy Kong, win. Ladies and gentlemen, more than two decades have passed since the first U.S. Marine Corps unit landed in Da Nang, Vietnam. People may have been against the war, but people cannot be against the soldier. Do you agree with me? I think it is now time to openly pay tribute to the more than a million Vietnam veterans, living, missing, and dead. In that intention, I wrote a song, and the song is entitled You Are the Hero. I don't care.
General Westmoreland may be a four-star general, but ladies and gentlemen, he don't know Marines. We come up when the Army needed us. General, all you have to do is ask the Marines, and we'll come to you. As a former Marine, I salute. Ladies and gentlemen, to our American veterans from here in New Orleans and from all parts of the country, on behalf of the committee this weekend, we salute you. To the Vietnamese people and to the former fighting men of Vietnam, a personal note, let Saigon be free. Have the beer truck donated to us by Budweiser Beer located at the end of the parade. You feel free to go there and get your beer. Thank you very much for coming out. I'll see you again next year. Yeah.
giờ là Việt Nam kiêu hùng. Cha già xuống ngập cuộc đời hòa lời ca đấu tranh, rồi ngày con lớn con đi xây cuộc đời màu vàng tổ quốc, con tô thêm dạng ngời quê hương anh bình, muốn dân yên lành sống ngập cuộc đời tự do muôn năm. Anh vẫn mơ một ngày nào Việt Nam yêu.